Trong quá trình làm thì bác sĩ rất là tận tình, chuyên môn cao, các điều dưỡng thì cũng rất là tận tình, nhỏ nhẹ với em ạ. Em tên là An, hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân ạ. Lúc chưa cắt thì là em cười bị hở lợi nhiều ạ, thì cái này em không để ý đâu, nhưng mà đến năm cấp 3 các bạn kiểu đi học, các bạn kiểu nói là em cười hở lợi các thứ thì em mới để ý, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống nhiều của em bởi vì em cũng chưa đi làm các thứ ạ. Đợi đến nhưng mà mãi sau này kiểu có tiền ấy ạ, thì em mới đến khám và chữa. Sau khi làm xong thì em thấy rất là hài lòng ạ. Lúc làm thì nó chỉ lúc tiêm thuốc tê là bị đau rồi ạ, còn trong quá trình làm mà không đau. Xong thì về nhà thì các bác sĩ kiểu hướng dẫn em kiểu cầm máu với cả uống thuốc nên là nó cũng không bị chảy máu nhiều. Với cả ăn uống thì có hơi bất tiện một tí, với cả vệ sinh răng cũng hơi bất tiện một tí. Mà đấy là tuần đầu tiên ạ. Tuần thứ hai thì lại thì bình thường. Em có thấy một đoạn quảng cáo ở trên Facebook, thì em thấy chị đấy cắt cũng cắt lợi ở đây và em thấy kiểu đẹp ạ, nên là em đến đây ạ. Trong quá trình làm thì bác sĩ rất là tận tình, chuyên môn cao, các điều dưỡng thì cũng rất là tận tình, nhỏ nhẹ với em ạ. Em không được ăn mấy cái đồ cay nóng với cả đồ có xương, không được ăn đồ cứng, với cả vệ sinh răng thì kiểu không được chải răng ạ, chỉ được súc miệng không ạ. Tuần thứ hai thì em chải răng nhẹ nhẹ bình thường, xong thì bắt đầu ăn mấy cái đồ cơm hay các thứ bình thường lại. Nếu mà các bạn đang kiểu có vấn đề về kiểu cười hở lợi thì các bạn nên đi khám và cắt ngay, bởi vì chi phí nó cũng rẻ, không đắt. Và kiểu làm xong thì mình kiểu cười tự tin hơn ạ, nên là giúp ích nhiều cho công việc sau này hơn.